Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh video của tôi. Hôm nay tôi sẽ ra mắt giới thiệu với các bạn siêu sản phẩm mút giày năng ngực sẽ ra mắt đồ lót 12 giờ sẽ ra mắt quý vị trong tới đây sản phẩm tới đây của chúng tôi. Đồ lót 12 giờ thì cũng có mặt ở trên thị trường, là thương hiệu của chúng tôi đã có mặt trên thị trường là cũng 10 năm rồi, với hơn 58 tỉnh thành trên toàn quốc. Và có 58 nhà phân phối trên toàn quốc, từ Sơn, từ Lai Châu cho đến Đắk Lắk, Cà Mau. Sản phẩm 12 giờ. Thứ nhất tôi muốn giới thiệu với các bạn sơ lược về 12 giờ. 12 giờ đã thành lập từ năm 2009, đến nay là cũng đã được 10 năm hoạt động và đưa vào thị trường Việt Nam, với phương châm của chúng tôi là bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, cho người phụ nữ, và làm tôn giáo cho người phụ nữ, tạo đường cong cho phụ nữ, và giải quyết những nỗi đau cho chị em nào mà ngực lép, và ngực lép nhưng mà mình hơi kích cỡ, mình cũng hơi mập một chút xíu. Thì hôm nay bên chúng tôi sẽ ra mắt một sản phẩm siêu sản phẩm mới, có nghĩa là một sản phẩm nâng ngực mút giày, một sản phẩm rất là nâng ngực, cực kỳ nâng ngực luôn, mút giày. Mã số của chúng tôi là E0445, đồ lót 12 giờ. Thì tôi sẽ nói sơ qua về cái tính năng của cái lợi ích của cái sản phẩm như này. Thứ nhất là nó sẽ là ba móc, nó giúp cho chị em mình, chúng ta chị em nào của mình mà có ngực nhỏ, cái gì giải quyết nỗi đau cho chị em chúng ta là người nào mà có ngực nhỏ, thì cái này á thì nó chuyên về là mình sẽ mặc áo dài, nó chuyên về cho là những chị em nào phù hợp với chị em nào mình là làm giáo viên, mình hay mặc áo dài nhưng mình có một bộ ngực thì nó nhỏ, nó khiêm tốn, vì thế mình người mình thì nó hơi cân đối, nó hơi bự nhưng mà ngực mình nó nhỏ, nên vì thế mình sản phẩm đồ lót 12 giờ đã thiết kế ra một cái sản phẩm là đã ba móc, làm cho nó ôm gọn lại, giải quyết nỗi đau của chúng ta là nó sẽ ôm lại, nó làm gọn đi những phần mỡ thừa. Vì thế nên là đồ lót này chúng tôi hôm nay chúng tôi sẽ ra mẫu mới để ra cái siêu phẩm như thế này và siêu năng luôn, có nghĩa là nó khi bạn mặc những cái chiếc áo này bạn không cần phải trợ giúp một cái gì hết, chiếc áo này nó sẽ tạo cho bạn một cái đường cong khi bạn mặc áo dài, nó thật là tuyệt vời. Vì thế nên là các bạn hãy nhanh tay đặt hàng. Nếu mà các bạn đặt hàng trong hôm nay, chúng tôi sẽ khuyến mãi cho các bạn, thứ nhất là có quà tặng. Nếu mà bạn đặt hàng trong hôm nay thì quà tặng của chúng tôi là chương trình của chúng tôi, bạn nên mua 2 cái, chúng tôi sẽ tặng bạn 1 cái. Cái thứ hai quà tặng hôm nay, cái thứ hai của cái quà tặng này là chúng tôi sẽ free ship miễn phí cho bạn. Cái thứ ba, nếu bạn đặt hàng trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tặng cho bạn thêm một cái quần lót. Cái thứ tư, nếu mà bạn mua hàng trong ngày hôm nay và chuyển khoản cho luôn cho chúng tôi sẽ tặng cho bạn một cái dây áo trong. Ngoài ra bạn còn mặc những cái đầm hở dây hoặc là những cái đầm mỏng, những cái hội dạ hội, rồi nói chung là bạn sẽ mặc nhiều thứ khác, bạn phối hợp với nhiều thứ khác, vì những cái chiếc áo siêu năng, siêu phẩm năng ngực này của chúng tôi sắp ra mắt. Vì thế bạn hãy nhanh tay comment đặt hàng. Tôi sẽ nói sơ qua về cái lợi ích của cái sản phẩm này. Thứ nhất là khi mà bạn có những cái sản phẩm này thì bạn sẽ không lo về cái dáng mình nữa, bên này khi bạn mặc áo này thì nó sẽ tạo đường cong cho bạn luôn. Cái thứ hai thì hàng của tôi là sản xuất tại Việt Nam, với thương hiệu đồ lót 12 giờ đã có mặt ở trên 58 tỉnh thành và với hơn hàng triệu người tiêu dùng phụ nữ đã tiêu dùng cái sản phẩm của chúng tôi trong suốt 10 năm qua. Hàng năm thì chúng tôi cũng bán ra ngoài thị trường hơn 1 triệu sản phẩm. Vì thế nên là chúng tôi đã trong suốt 10 năm thì chúng tôi cũng cảm ơn những người phụ nữ đã tin dùng cái hàng của Việt Nam, của hàng của đồ lót thương hiệu 12 giờ, đồ lót Việt Nam. Đến với chúng tôi thì bạn yên tâm, vì khi bạn mặc áo ngực thì nó sẽ có những cái biến giống như là mút, thì bạn sẽ tiếp xúc với bạn thường xuyên, vì ngay cái vùng ngực thì cái vùng da nhạy cảm. Vì thế chúng tôi đã lắng nghe và thấu hiểu được cái nỗi lòng của chị em phụ nữ. Nên khi chúng tôi sản xuất áo này ra thì chúng tôi đã có đi test và kiểm nghiệm được là cái này là hàng của chúng tôi là
an toàn và cho sức khỏe do chi cục đo lường trung tâm chất lượng 3 thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm định được rằng là cái sản phẩm này của chúng tôi là mặt là an toàn cho sức khỏe, không gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì thế chị em mình hãy comment và đặt hàng ngay hôm nay để mình nhận được những cái quà tặng mà tôi đã nêu trên. Thứ nhất, ngay mua ngay hôm nay bạn sẽ được nhận được quà tặng là mua 2 cái, chúng tôi sẽ tặng bạn 1 cái. Thứ hai, nếu bạn mua ngay hôm nay chúng tôi sẽ miễn phí ship cho bạn. Thứ ba, nếu bạn mua ngay hôm nay chúng tôi sẽ tặng cho bạn một cái quần lót 12 giờ miễn phí, tặng thêm cho bạn một cái quần lót 12 giờ. Cái thứ tư, nếu bạn mua hàng và bạn chuyển tiền ngay hôm nay chúng tôi sẽ tặng cho bạn một bộ áo, một cái dây áo trong. Vì thế nên các bạn hãy comment và đặt hàng ngay hôm nay, chúng tôi sẽ bạn sẽ nhận được 4 cái quà tặng. Nếu trong chương trình ngày hôm nay thì tôi mới tặng, còn ngoài ra thì tôi sẽ không tặng nữa. Vì thế mình hãy comment và ở dưới cái livestream, ở dưới cái video này của chúng tôi sẽ giải quyết cho bạn luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bạn hãy nhớ đăng ký kênh của tôi để tôi sẽ ra những cái video mới tiếp theo để bạn nhận được những cái video mới của tôi mới nhất. Xin chào.